Chào các bạn Hôm trước thì mình vừa mới test thử cái dịch vụ là ship hàng trong 2 giờ của Tiki Bây giờ thì mình là tiếp tục có một sàn thương mại điện tử mới đó Sendo, xe đỏ đây, Ở đây thì có một dịch vụ nó giao hàng trong 3 giờ Chỉ chậm hơn một tiếng, một, một tiếng cũng không quá là lâu ạ Và trong lúc mà tìm nghĩ hiểu về cái chương trình giao hàng 3 giờ của sen đỏ Thì mình cũng phát hiện ra một cái dịch vụ giao hàng khá là hay Đây bạn thì nhìn thấy đó. Đây ví dụ như là mình mua một chiếc bàn phím laptop à, Cái bàn phím mà giá khá là rẻ chỉ là 105 nghìn Thì ở đây ta có ba lựa chọn giao hàng Thứ nhất là chuyển phát trong ngày dịch vụ chuyển phát trong ngày là 12 giờ chỉ ra chỉ có giá rất là rẻ là 20.000 chuyển phát tiêu chuẩn là 1 đến 2 ngày là 14.000 và chuyển phát hỏa tốc là 50.000 liền đấy các bạn thấy 50.000 đây là chuyển phát 3 giờ là tương đương với cái chuyển phát hỏa tốc của Tiki ạ là trong 2 giờ thì các bạn thấy là đây là 11 giờ ngày mai sẽ nhận được hàng là họ sẽ tính là từ lúc 8 giờ sáng là bắt đầu làm việc là sau 3 tiếng là 11 giờ Tiki thì ví dụ như là mình đặt hàng tối nay thì là 10 giờ sáng mai ngày mai sẽ có trước 10 giờ sáng mai Chỉ nhanh hơn một tiếng rồi Tuy nhiên thì giá này khá đắt các bạn 50.000 là mình để vừa khám phá ra một dịch vụ rất là hay dịch vụ này thì có một số gian hàng có các bạn lưu ý nhé Nó không tất cả không phải tất cả các bạn hàng đều có đó là chuyển phát trong ngày trong 12 giờ như vậy đây là họ chỉ có 20.000 và đợt này là mình được miễn phí ấy. mặc dù ở đơn hàng mình chỉ là 105.000 nhưng mà mình được miễn phí ấy. và tối qua mình đặt thử một chiếc bàn phím ở đây các bạn thấy đấy đây. đây. đơn hàng trong sen đỏ ship trong ship này các bạn thấy đây là chiếc một chiếc bàn phím mình và mình lại thấy, thấy là khoảng tầm 2 giờ chiều đã có hàng rồi như vậy là đặt buổi tối và buổi sáng trong ngày mai là có rất là nhanh các bạn hãy thấy là gói hàng cũng bọc rất là cẩn thận và đây là gói hàng và mình cảm thấy là dịch vụ này ở sen đỏ này khá là rất là tốt tại vì chỉ trong vòng một ngày nó chỉ cũng chậm hơn giao hàng hỏa tốc khoảng vài tiếng tuy nhiên thì giá nó khá là mềm và hầu như là ai được miễn phí hết không đắt như bên Tiki hoặc là giao hàng, hỏa tốc của bên đỏ này, các bạn thì có thể trải nghiệm một số các mặt hàng hoặc là dịch vụ ở đây. À, xin chào các bạn.